Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ô Môn cũng tiếp xúc với cử tri 7 phường dưới hình thức trực tuyến. Cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn, cử tri đồng thời đề nghị giám sát chặt hoạt động của các công ty tại khu công nghiệp, đảm bảo an toàn trong xét nghiệm nhanh COVID-19 tại phòng khám tư nhân, tiếp tục rà soát hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có kế hoạch giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch, bổ sung thêm thời lượng, nâng cao chất lượng dạy học trên truyền hình. Bên cạnh đó, quan tâm ổn định giá vật tư nông nghiệp, tìm đầu ra cho nông sản, nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, nạo vét kênh thủy lợi, thường xuyên kiểm tra kịp thời xử lý những đối tượng mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.